Lại đây, lại đây, lại đây. Xin chào các bạn. Hôm nay mình có cái chậu này. Rồi, chậu này làm gì được rồi, bắt đầu. Đây. Ra đây, nào. Đập đi. Con phải lấy cái gì, cái dụng cụ gì để đập chứ. Con thả thế thì nói chuyện gì, nó chả vỡ hết đi à. Nó chả vỡ chậu đi à. Con có thể lấy cái búa à. Con tự nghĩ ra đồ để con đập lấy ra chứ. Úi dồi, cẩn thận con ơi. Nào, đập đi. Úi giời. Để đây xem nào. Đập nó vỡ, ôi thôi, con đập bên kia nó chả vỡ trò chơi, đồ chơi của con đi à? Con phải đập làm thế nào không vỡ trò chơi chứ. Đấy con đập thế nào nó phải lấy được rồi đồ chơi này, đây là nhìn thấy chưa, vỡ rồi này, con đập vừa đập vừa đây vỡ mất chuẩn đồ chơi con rồi, thế là không được rồi. khó cái đấy, khó con phải tự nghĩ ra, đặt vào tay đấy. Vỡ mất cái đấy rồi. Cứ làm vỡ mất cái đấy rồi. Cắn làm sao được. Không thì con sẽ để về chờ nó tan chảy ra thôi. Nếu không thôi ơi. Cho cái đấy thủng luôn đâu. Tan chảy nó chảy hết nước ra ngoài. Con ơi, nếu nó vỡ, con đập như thế nó sẽ bị vỡ cái chậu. Cái chậu đấy mình vẫn đang dùng để tắm mà. Mình vừa chơi nhưng mà vẫn phải giữ gìn chứ. Thế là con không đập được cái kia đúng không? Chán ghê. Con đập như thế nó sẽ vỡ hết đồ chơi rồi. Được không? Hai là bộ bật số 50 giây. Đúng rồi, 50 giây, bắt đầu. Bộ bật số đi. Bật rồi. Bật rồi. Bộ đếm, tự đếm đi đây. Đâu chú cho cho bật chế nào. Đâu chú. Chú ơi, quá đi đeo à. Đúng rồi. Úi con ơi, con không được làm hành động gì đâu. Hết giờ rồi. Ấm
đá này, cục đá này, lên đây xem đi. Thế cùng nghĩ ra cách là cho nước vào đây à? Vâng. Để ẩn ướt quần áo đây. Cuối cùng cũng ra hết rồi đúng không? Tan chảy hết chưa? Ủa lộ. Tan chảy hết rồi gì? Vâng. Thôi thì con đồ chơi phải để khô ráo lên. Đồ chơi để khô ráo lên cho nó khô ráo rồi. Ok. Thế là trò chơi đang đã kết thúc. Thôi cái đấy là lần sau chúng ta chơi tiếp chứ. Chúng ta chơi một cái thôi. Chơi một cái thôi, mỗi ngày chơi một cái đấy chứ, chơi nhiều đấy.